MU đè bẹp Everton với tỷ số 4-0. Greenwood tỏa sáng giúp MU có bàn thắng dẫn trước Everton phút thứ 8. Sau đó MU không tốn nhiều thời gian để gia tăng cách biệt. Manchester United khởi đầu không quá ấn tượng nhưng sai lầm của Everton đã dâng cho Quỷ Đỏ bàn thắng dẫn trước. Dine đánh đầu đưa bóng về cho Pickford nhưng thủ môn người Anh bắt không dính. Mason Greenwood lập tức chớp thời cơ dễ dàng đưa bóng vào lưới ở phút thứ 8. Bàn thắng nhân đôi cách biệt đến không lâu sau đó từ quả phạt góc bên cánh trái, Luxor tạt vào chính xác để Maguire bay người đánh đầu hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho MU ở phút thứ 15. Sau đó Everton có cơ hội tuyệt vời để rút ngắn cách biệt nhưng Iwobi lại định cận thành khá đáng tiếc. Phút thứ 29, MU được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách chừng 25m trích bên cánh trái. Bruno Fernandes bước lên thực hiện cú đá tuyệt đẹp tung lưới Everton. Everton đang cầm bóng tốt hơn như phút cuối hiệp 1 nhưng không thể tạo ra những cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn của đồng nghiệp. Sang hiệp 2, Everton dồn ép chủ nhà, hòng tìm kiếm bàn gỡ, nhưng rốt cuộc đội có thêm bàn thắng lại vẫn là MU. Phút thứ 90+2, Fred tung đường kiến tạo vào vòng cấm cho Diogo Dalot, đánh đầu ngược tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 4-0 cho MU. Thắng đậm nà và hầu hết cầu thủ được ra sân thi đấu, MU đã có màn khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải mới. Trong khi đó, Everton của Benitez không cho thấy dấu hiệu gì đáng tin cậy. Man City Leicester vô địch siêu cúp Anh. Nhà vô địch FA Cup Leicester đã có trận đấu nghẹt thở trước nhà vô địch Premier Manchester City để sở hữu danh hiệu Community Shield 2021. Trái ngược với sự quyết tâm của Leicester City, Man City mang đến sân Wembley một đội hình tương đối lạ lẫm với một loạt cầu thủ trẻ. Cầu thủ nhận được sự chú ý nhất là tân binh Jack Grealish cũng được cất lên băng ghế dự bị. Thiếu vắng nhiều trụ cột trên sân, The Citizen để cho bầy cáo lấn lướt trong gần như toàn bộ thời gian của hiệp 1. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Stephen, mảnh lưới của đội chủ sân Etihad có lẽ đã bị chọc thủng. Bước sang hiệp 2, Man City bắt đầu lấy lại được nhịp vào chơi bóng và chiếm lĩnh thế trận. Nói về Pep Guardiola cũng tung Jack Grealish và Bernardo Silva vào sân. Tuy nhiên những pha tấn công của đội bóng áo trắng tỏ ra tương đối rời rạc. Chấp nhận chơi phòng ngự phản công, Leicester thậm chí còn tỏ ra nguy hiểm hơn trong hiệp 1. Trong một tình huống như thế, tiền đạo Iheanacho đã khiến trung vệ Aki bên phía đối phương phải phạm lỗi trong vòng cấm, đem lại một quả phạt đền cho Leicester khi trận đấu chuẩn bị bước sang phút bù giờ. Tuyển thủ Nigeria chính là người nhận trách nhiệm đá quả phạt đền và anh đã không mắc sai lầm nào. Số phút ít ỏi còn lại là không đủ để thay cho Pep Guardiola làm nên kỳ tích. Leicester đã chính thức trở thành nhà vô địch siêu cúp Anh 2021. Chính thức, Chelsea phá kỷ lục mua Lukaku. Chelsea đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Romelu Lukaku từ Inter Milan với giá kỷ lục của câu lạc bộ này, theo các nguồn tin uy tín ở Anh và châu Âu. Trong những ngày qua, Chelsea đã dồn toàn lực để chiêu mộ Romelu Lukaku từ Inter Milan. Sau hai lời đề nghị đầu tiên dưới 100 triệu euro bị từ chối, The Blues đã nâng giá hỏi mua tiền đạo người Bỉ lên đến 115 triệu euro, tương đương với 97,5 triệu bảng và nhận được cái gật đầu từ nhà vô địch Serie A. Như vậy, so với các thông tin trước đó, Chelsea phải trả ít hơn 15 triệu euro. Họ cũng không cần phải gán thêm cầu thủ nào khác trong thỏa thuận mới với Inter Milan, theo chuyên gia xem tin chuyển nhượng Fabrizio Romano và The Atlantic. Cho dù vấp phải sự phản đối quyết liệt từ người hâm mộ, chủ sở hữu Inter vẫn quyết định bán Lukaku vì khó khăn tài chính. Trước khi chốt giá chuyển nhượng với Inter Milan, Chelsea đã sớm đạt thỏa thuận cá nhân với Lukaku. Cụ thể, họ đồng ý trao hợp đồng 5 năm cho tiền đạo này với mức lương sau thuế lên đến 12-13 triệu euro mỗi mùa, tương đương với 195.000 bảng một tuần. Đây là mức lương cao nhất sau Starbridge. Với thỏa thuận này, Lukaku vượt qua Kai Havertz để trở thành cầu thủ đắt kỷ lục tại Chelsea. Anh cũng chỉ đứng dưới Jack Grealish trong số các cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Premier League. Lukaku vốn rất hạnh phúc tại Inter Milan và Serie A, nơi anh cảm giác bản thân nhận được sự công nhận lớn hơn tại Premier League. Ngay cả khi huấn luyện viên Conte ra đi, Lukaku cũng không gặp vấn đề gì với Inter. Tuy nhiên, tiền đạo người Bỉ cũng luôn mong ngóng về Chelsea, nơi anh có sự nghiệp dở dang khi còn trẻ. Chính vì vậy, khi Chelsea tiếp cận và Inter đồng ý đàm phán, Lukaku hoàn toàn sẵn sàng trở lại anh thi đấu một lần nữa. Lukaku chỉ chơi 15 lần cho Chelsea trong giai đoạn 2011-2014 sau khi được mua từ Anderlecht với giá 18 triệu bảng. Ước mơ của Lukaku là sánh ngang với người tiền đạo huyền thoại Didier Drogba, thần tượng từ nhỏ của anh. Arsenal gây sốc với kế hoạch đón Bernardo Silva. Theo báo giới Anh, Arsenal đã bất ngờ lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Bernardo Silva, người đã đánh tiếng muốn rời Man City trong hè này. Sau khi Man City chi 100 triệu bảng chiêu mộ Jack Grealish, Bernardo Silva đã trở thành một trong cầu thủ bị đặt dấu hỏi lớn về tương lai ở sân Etihad. Trong buổi họp báo trước trận tranh siêu cúp Anh, đích thân huấn luyện viên Pep Guardiola đã thừa nhận ngôi sao người Borussia muốn rời Man City trong hè này. Thông tin từ Pep Guardiola đã mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng, trong đó có Arsenal, theo tờ Mirror của Anh.
pháo thủ đã nhanh chóng đưa Bernardo Silva vào tầm ngắm bởi huấn luyện viên Mikel Arteta rất muốn bổ sung một tiền vệ tấn công trong mùa giải 2021-2022. Cách đây không lâu, truyền thông Anh cho biết Arsenal đã liên hệ với James Maddison của Leicester, nhưng hiện tại Bernardo Silva được cho là mục tiêu ưu tiên của pháo thủ London. Huấn luyện viên Mikel Arteta biết Silva khá rõ vì từng có 3 năm làm trợ lý cho huấn luyện viên Pep Guardiola ở Man City. Ngoài mối quan hệ cũ giữa Arteta và Man City, Bernardo Silva cũng có mức giá rẻ hơn. Theo báo giới Anh, Man City sẵn sàng bán tiền vệ người Bologna với mức giá vào khoảng 45 triệu bảng, trong khi đó James Maddison được định giá 60 triệu bảng. Cách đây ít ngày, huấn luyện viên Brendan Rodgers khẳng định Leicester chưa nhận được bất cứ lời đề nghị nào dành cho Maddison. Chưa kể, nhà cầm quân này cũng muốn giữ tiền vệ người Anh ở lại sân King Power. Tuy vậy, để tiếp cận và đàm phán chiêu mộ Bernardo Silva, Arsenal cần bán một số cầu thủ không nằm trong kế hoạch sử dụng. Hector Bellerin, John Willock và Alexander Lacazette là ba trong số nhiều cầu thủ sẵn sàng chia tay Emirates trong mùa hè này. Đối thủ lớn nhất của Arsenal trong cuộc đua giành Bernardo Silva là Atletico Madrid. Theo truyền thông Tây Ban Nha, sau khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Rafael Mir của Wolves, nhà đương kim vô địch La Liga đã hỏi mượn Bernardo Silva. Chính thức thần đồng lận đận hết cảnh thất nghiệp. Sau 7 tháng thất nghiệp, cựu tiền vệ Manchester United Raphael Morrison vừa chính thức chuyển đến đầu quân cho câu lạc bộ Derby County. Derby County vừa ra thông báo xác nhận đã chiêu mộ thành công Raphael Morrison. Theo đó, thần đồng một thời của Manchester ký giao kèo có thời hạn 1 năm với đội chủ sân Pride Park theo dạng chuyển nhượng tự do. Vì vi phạm luật tài chính nên Derby County chỉ được mượn hoặc chiêu mộ cầu thủ theo dạng miễn phí ở kỳ chuyển nhượng hè này. Trong thông báo của mình, Derby County nêu rõ họ ký hợp đồng với Raphael Morrison vì tiền vệ 28 tuổi gây ấn tượng ở trong những trận giao hữu hè này trước Manchester, Stamford City và Real Betis. Trước đó, Raphael Morrison được huấn luyện viên Wayne Rooney tạo điều kiện cho luyện tập, thử việc và thi đấu với đội chủ sân Pride Park từ đầu tháng 7/2021. Như vậy, Raphael Morrison đã có bến đỗ mới sau 7 tháng thất nghiệp từ khi chia tay câu lạc bộ Hà Lan Ado Den Haag vào đầu tháng 1 năm nay. Derby County là đội bóng thứ 12 mà Raphael Morrison chuyển đến đầu quân trong sự nghiệp vô cùng lận đận của tuyển thủ Jamaica này. Raphael Morrison trưởng thành từ lò đào tạo MU và từng được đánh giá rất cao, thậm chí huấn luyện viên Wayne Rooney từng nhận định tài năng của tiền vệ 28 tuổi hơn hẳn Pogba và Jesse Lingard. Tuy nhiên, vì lối sống thiếu lành mạnh và kỷ luật nên cựu thần đồng của MU không thể phát triển tài năng. Trong cuốn tự truyện Leading của mình, Sir Alex Ferguson đánh giá Raphael Morrison từng có tiềm năng tương tự Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, tiền vệ 28 tuổi không thể phát huy tố chất của mình vì gặp quá nhiều rắc rối bên ngoài sân cỏ. Sir Alex thổ lộ, Raphael Morrison là một trong những tài năng khiến ông tiếc nuối nhất trong sự nghiệp huấn luyện ở MU. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại!